Cá lóc nướng chui là món ăn được người nông dân Nam Bộ chế biến nên sau những buổi làm đồng. Khi cánh đàn ông ngăn lạch, tác địa bắt cá thì những người phụ nữ lại ra đồng hái rau, làm nước chấm. Cá bắt lên chỉ cần rửa sạch, rơm nướng chín là có thể cùng nhau thưởng thức ngay giữa cánh đồng lộng gió. Từ món ăn đơn giản đó, cá lóc nướng chui nhanh chóng trở thành một đặc sản mà du khách khi đến Nam Bộ đều muốn được một lần thưởng thức. Theo người dân Nam Bộ, món ăn muốn ngon thì cá lóc nhất thiết phải là loại sống trong môi trường tự nhiên. Vì những con cá đó tuy không nhiều thịt nhưng lại săn chắc, có vị ngọt thơm chứ không bở và tanh như cá lóc nuôi. Tuy nhiên, ngày nay cá lóc trong tự nhiên rất khan hiếm nên người ta thường sử dụng cá nuôi để chế biến món ăn này. Chính điều đó làm giảm đi hương vị thơm ngon cho món ăn đã đi vào thơ ca, đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của rất nhiều người. Món ăn này phải thưởng thức với một rổ rau sống tươi ngon. Ngoài các loại rau quen thuộc như xà lách, húng quế, diếp cá tùy theo vùng hoặc theo mùa mà có thêm các loại rau khác như lá cóc, lá sổ, lá xài, quế vị, lá cách, bông điên điển, bông súng. Ngoài ra còn có các nguyên liệu khác như dưa leo, chuối chát, khế chua, giá, bún tươi, bánh tráng cùng chén nước mắm chua ngọt hoặc chén mắm nêm đậm đà, thơm ngon. Một miếng bánh tráng mỏng được trải bên dưới, bên trên là các loại rau, thêm một miếng thịt cá trắng tinh là đủ để hấp dẫn bạn. Tùy theo sở thích mà bạn có thể chọn nước chấm chua ngọt hay mắm nêm. Một cuốn bánh tráng đầy đủ được chấm vào nước chấm rồi thưởng thức. Vị đậm đà hơi cay của nước chấm, vị thanh mát, thơm nồng của các loại rau cùng phần thịt cá chín mềm, thơm ngọt tất cả hòa quyện vào nhau đem lại cảm giác ngất ngây cho người ăn. Là một món ăn nổi tiếng nên cá lóc nướng chui được bán nhiều ở các tỉnh Nam Bộ. Nếu có một lần đặt chân đến đây, bạn đừng quên tìm và thưởng thức món ăn dân dã đầy hấp dẫn này.